Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là cái đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn phiên bản 1.21 tập tiếp theo. Yeah. Và đố mọi người mình đang ở đâu thì chắc là mọi người cũng đoán ra rồi đúng không? Thì mình đang ở chỗ nữa kìa. Thì mình đang ở chỗ thủy cung để đào block thủy cung về xây hồ rùa ấy mọi người. À, về cái hồ rùa thì mọi người cho mình ý kiến là nên xây ở ngoài. Và cũng có vài bạn cho mình ý kiến là nên xây ở trong thủy cung á. Thì theo ý mình á là nên xây ở trong thủy cung để cho mấy con rùa nó bơi trong đó cho nó thoải mái ha. Với lại là mình tính là mai mốt mình dẫn thêm cá heo vào trong đó. Mấy con rùa á thì mình khỏi cho nó lên bờ luôn, mình cứ để ở trong bể cho nó bơi vòng vậy á. Rồi thì mình đào được khá là nhiều block biển này. Và nhìn phía dưới này mọi người. Mình đào rất là nhiều block ở dưới này và bị mấy con cá giáp hộ bắn liên tục cho nên là hết thức ăn mất tiêu rồi. Mình đào ở dưới thì mấy con cá nó đỡ bắn hơn. Và nhìn chỗ này nè, mình đào bay bét luôn. Mà mình nghĩ như đây lóc là đủ sai rồi. Mình cần cái lóc kia kìa, nhưng mà ở chỗ này hết mất tiêu. Cái lóc này nè mọi người, đây, cái lóc lăn trụ biển sẫm màu, ở đây nó hết rồi. Mình muốn có thêm thì mình phải qua bên cái chỗ khác. Nhưng mà qua bên cái chỗ khác thì mình phải đánh mấy con cá giám hộ to đúng không? Mình lười quá. Thôi mình sẽ trở về ha. Mấy con này nó bắn mình liên tục khó chịu thật á. Let's go. Và hôm nay chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó chính là xây hồ rùa. À đúng rồi, tập trước mình có nói với các bạn là cái gác chứa đồ cũ của mình mình sẽ xây phòng ngủ đúng không? Nhưng mà trong lúc ợp mình chả làm được cái gì luôn, ngồi đào block. Đấy, với lại mình cũng quên xây cái rương nhỏ ở đây này. Đấy, mình cũng quên xây mất tiêu rồi. Mình cần block bê tông. À đúng rồi, nhắc block bê tông mới nhớ mình hết cát mất tiêu. Cát ở trong rương còn có một stack à. Lát nữa mình sẽ đi đào thêm cát ha. Đây, bột nhuộm vàng mình còn nhiêu đây nè. Với lại là bột nhuộm nâu. Mà khoan, cần gì bột nhuộm nâu? Mình lấy đất nung nâu cũng được. Đây, rương chứa block của mình. Đất nung xám, đất nung nâu. Đây là đất nung nâu ha. Bê tông vàng vẫn còn nè. Ú, còn một stack luôn. Vậy là mình cần thêm bê tông xám. Mình còn màu xám nè, lấy ra một ít. Sau đó chế tạo block bê tông xám. Đây, chế tạo một ít thôi. Còn lại mình sẽ cắt vào rương ha. Làm cái rương này cũng dễ lắm, không có gì khó đâu. Rồi lấy thêm một tí hàng rào ra nữa ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi đào block bê tông xám. Thì tập trước mình có ghi tiêu đề và .. Nhiều bạn bảo là chắc hết tập này mình sẽ kết thúc series. Thì không có đâu, mọi người còn ủng hộ mình chơi sinh tồn thì mình vẫn còn làm dài. Mình sẽ xây thêm vài số thứ ở trong thế giới của mình nữa. Và có bạn bảo với mình là chắc là mình không tìm hiểu về Minecraft. Nếu mà không làm cái thành tích ẵn đó thì không thể nào hoàn thành game. Nếu mà bạn nói vậy thì những người chơi Minecraft bình thường, những người mới tập chơi hay là những người bắt đầu chơi thì sao người ta biết đó là thành tích ẵn đúng không? Nó đâu có hiện ra. Mình thấy cái thành tích nào thì mình làm cái thành tích đó thôi. Nếu mà làm xong thì mình hoàn thành game, có gì đâu. Cái thành tích nó không quan trọng. Quan trọng là tiêu diệt rồng, là hoàn thành game. Đấy, nếu mà là một người chơi bình thường á nha. Còn bạn là một người chơi pro, bạn phải hoàn thành thành tích khó nhất á thì nó mới hoàn thành game. Cái đó là chuyện của bạn. Vì mọi người bảo mình nên xây dựng thêm nhiều thứ. Với lại là mình thấy là game vẫn còn nhiều cái để chơi thì mình cứ chơi thôi. Cho những bạn nào mà hay chơi Minecraft lâu năm á, mấy bạn kiểu là phải hoàn thành thành tích khó nhất. Hoàn thành game đâu mà hoàn thành game. Cái hoàn thành game là tự mình nghĩ ra, mình nói thôi chứ. Mình nói rõ cho những bạn bảo mình không làm thành tích đó mà đòi hoàn thành game. Và đây là lần đầu tiên mình làm hết thành tích trong Minecraft. Ở phiên bản 1.14 thì mình không có làm thành công. Tại vì cái thành tích là đồng minh thật không dễ dàng, mình không có làm xong. Tới phiên bản 1.20 thì mình cũng không có làm xong luôn hay sao á. Phải canh lóc nha, không để nó bị xéo. Nhưng mà nó bị xéo chắc rồi ấy. Mà ở đây mình đặt 5 lóc ra thì chắc chắn nó bị xéo rồi. Nó sẽ bị xéo nha mọi người. Xéo một xíu thôi, chắc là không ai để ý đâu ha. Rồi, cho cao lên 2 lóc nữa. Xong rồi, mình sẽ nhét bê tông vàng vào. Ủa, hình như là lần trước mình xây con ong á, nên là mình có dư một ít bê tông vàng. Cứ tưởng là hết rồi, tính chế tạo thêm. Rồi, sau đó mình lắp đất nung nâu vào ha. Tiếp theo là đất nung nâu, thêm một lóc nữa. Và ở trong là bê tông vàng. Nếu mà xây cái rương to thì mình cũng nghĩ nó đơn giản thôi. Tại vì cái chi tiết của cái rương này á, nó không phải là khó xây, đúng không mọi người? Ok, xong rồi đó. Quá easy luôn. Thêm một tí bê tông xám ở đây nữa để làm cái móc khóa. Bây giờ mình lên trên cao mình nhìn qua. Nếu mà mình xây ra thêm lóc nữa thì nó không có xéo. Nhưng mà mình đặt hai cái móc khóa vào thì
Ờ, chắc là không sao đâu ha, mình sửa lại đi. Chứ mình thấy nó hơi xéo rồi á. Đây, mình đã sửa lại. Và như vậy ok hơn rồi đúng không? Ồ, mình vừa nghe được cái tiếng gì đó. Wow, zombie. Lần đầu tiên mình thấy cái vụ này. À không, ê, ông nhân loại. Ui, ông nhân loại. No. Tới đây. Nó là vua zombie ấy. Nó kêu gọi rất là nhiều zombie tới này. Vua zombie với chúng tôi. Một cây rìu thôi cũng đủ xử rồi. Nữa này. Ê, có khi nào ông dân làng đó chết rồi không? Mình thấy là có người mở cửa nè. Ôi, mong là ông qua bên kia ông ngủ. Wow, vua zombie. Lâu lắm rồi mới thấy lại nha. Đấy, lần này là không còn xéo nữa nha. Đó, mọi người nhìn ok hơn chưa? Không có bị xéo đâu nha. Mình nghi cái ông dân làng thợ rèn đã chết rồi. Cái cửa nó mở ra và không có ai ngủ ở phía trong. Mà thường là ông dân làng thợ rèn, ổng hay qua bên dân làng, ổng ngủ lắm. Ồ, thôi xong rồi, ổng chết rồi. Đây, mình nhìn qua thì có thấy ông dân làng thợ rèn đâu. Ông dân làng nông dân. Ê, vẫn còn sống, may quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đào lóc để xây hồ rùa nha. Mà khoan, trước hết là mình bay ra phía này mình đào cát cái đã. Mình cần nhiều cát một tí để làm kính. Kính thì chắc là mình sử dụng kính bình thường thôi, không sử dụng kính xanh nha. Mình cũng tính qua bên sa mạc đào cát, nhưng mà bây giờ bay qua sa mạc mất thời gian quá. Thôi thì mình bay ra cái chỗ bãi biển này đào cho nó lẹ. Ở đây thì còn rất là nhiều cát luôn. Đây này, đào thoải mái ha. Chắc là đào khoảng 5-6 stack là được rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cát vào mấy cái lò nung này. Bỏ vài stack vào để nung lên thành kính ha. Ồ, nhưng mà hết than rồi. Không sao. Cái rương này vẫn còn than này. Đó, quặng than. Đặt cái quặng than này ra. Sau đó dùng gia tài đào. Ok, xong rồi. Cứ để nó nung như vậy đi. Chúng ta sẽ đi vào cái chỗ thủy cung. Rồi sau đó đào lóc ha. Chuẩn bị xây bể ru. Axolot hiếm của tôi đâu rồi? Ê, Axolot hiếm của tôi đâu? Chết. Không ổn. Ê, nó bị kẹt kìa. Vì cái con Axolot này mà mình đã mắc mấy cái hộp sugar. Thôi kệ, cũng xứng đáng ha. Ở mấy cái phiên bản cũ thì mình không có nuôi Axolot hiếm, tại vì nó hiếm mà. Còn tới phiên bản này thì mình đã làm được. Yeah. Chúng ta sẽ xây cái bể rùa ở đâu đây? Để mình xem nha. Hay là phía này đi. Ờ, mình thấy phía này hợp lý nè. Chúng ta sẽ đào sâu vào khoảng 10 lóc. Ừ, 10 lóc thì nó hơi ngắn ấy. Đào sâu hơn 20 lóc đi. Đấy, tới đây là được rồi. Sau đó là chúng ta sẽ đào cái phòng này rộng ra. Xây cái bể rùa này chắc chắn là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn rồi. Tại vì mình xây ở trong hốc đá này á, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và các bạn thấy chỗ này rộng chưa? Wow, rất là rộng luôn. Chỗ này thì mình sẽ lắp đất vào ha. À không, lắp cát chứ mình nhầm. Chỗ này là lắp cát này. Nên là mình sẽ đặt lóc vào. Rồi, công đoạn tiếp theo đó chính là lắp cát vào nha mọi người.
Dạ, dư luôn. Rồi sau đó mình lấy cái block lăn chùa biển xám màu, mình làm cái cột ở đây. 1, 2, 3, 4, 4 lóc, 5, 6. Rồi sau đó mình bắt ngang qua. Không biết là có đủ hay không nữa. Cái bờ lóc này bây giờ hiếm quá. Muốn có nhiều thì mình phải qua cái chỗ thi cung khác. À, cái chỗ đền biển khác chứ. Mình nghĩ là thiếu rồi. Chắc là không đủ đâu. À mà khoan, cái rương kia vẫn có thêm một ít nha. À, cái hộp này còn 18 cục. Mình bắt ngang qua. Oh, vừa đủ. Yeah. Cái con này tập nào mình cũng nhắc tới nó hết. Không hiểu à. Trả khối cỏ lại cho tao. Không biết có thù gì với nó hay không mà nó cứ trêu mình hoài luôn. Ở phía trên á thì mình sẽ đập lên cao luôn. Lên cao lên tới cái chỗ có ánh sáng luôn. Để cho ánh sáng nó chiếu xuống. Và bây giờ thì mình sẽ lót cái gạch lăn chùa biển này vào. Vào chỗ này. Ờ đúng rồi, lót vào chỗ này. Ở trong này thì nuôi 1-2 con rùa thôi nha. Còn cái chỗ này mình lắp kính vào thôi. Lắp kính vào, đổ nước vào nữa là xong. Ồ, bây giờ nhìn cái chỗ này dài ghê ha. Biết ngay mà cỡ nào cũng có quái vật xuất hiện. Ồ, có đúng một con zombie. Rồi lắp kính vào. Ok, xong rồi. Công đoạn tiếp theo chính là đổ nước vào. Mình sẽ tạo ra cái chỗ nước vô hạn ở đây. Rồi, sau đó là chúng ta đổ nước vào ha. Cái chỗ nước này nó còn nhỏ giọt á, là nó chưa vô hạn nha. Đấy, một bên nó vô hạn rồi này. Ở bên đây nữa. Đó, mấy cái giọt nước này nó vẫn còn á, là chỗ này nó chưa vô hạn. Tạo ra nước vô hạn này cũng mất thời gian lắm. Đổ nước xung quanh đúng không? Rồi sau đó trồng tảo. Phải có nhiều tảo nha, hoặc là nhiều bột xương. Wow, một cái bể cực kỳ rộng luôn. Và mình cần phải đào lên phía trên. Cây cúp này chắc là còn đập được nhiều lắm. Đó, ở phía trên nó sẽ rộng như vậy ha. Và bây giờ mình sẽ làm cái ống dẫn ấy mọi người. Mình sẽ làm ở chính giữa nha. Đặt 3 lóc vào như vậy đúng không? Mà phải canh cho chính xác. Rồi đặt cao lên thêm 4 lóc. Rồi bắt ngang qua. Ủa, khoan, bị sai rồi. Như vậy mới đúng. Đấy, trái tim biển cả nó sẽ nằm ở chính giữa ha. Rồi, chúng ta sẽ cho nó cong xuống phía dưới. Cái này cũng vậy luôn. Như vậy là đúng rồi. Đặt cái ống dẫn vào, nhưng mà phải đặt ở chính giữa nha. Đó, wow, đẹp vậy. Nhìn này. Ủa sao đẹp dữ vậy. Lâu giờ mới thấy lại cái hiệu ứng của trái tim biển cả nha. Và nhìn nè, sức mạnh thủy triều. Trong này rất là sáng luôn. Mà còn được thở dưới nước nữa. Mình chả biết trang trí cái gì vào phía trong luôn á. Mình sẽ tạo ra một cái đồi cát nhỏ ở đây. Nếu mà chúng ta để cát thẳng quá thì nó không đẹp. Mình để cát như vậy thì mình thấy ok hơn. Cái sức mạnh thủy triều á là nó hoạt động ở dưới nước thôi nha. À, chỗ này là do mình không có đặt đèn á nên là zombie xuất hiện khá là nhiều. Ui Ripper. Sợ nhất là con quỷ này thôi. Đừng nổ anh ơi. Đúng rồi. Mình chỉ sợ con Ripper thôi. Các bạn thấy sáng vậy á chứ thực chất là ở trong này nó tối lắm. Lắp thêm một tí phiến ở đây. Rồi, rồi chỗ này nữa. Thêm một tí phiến vào mình thấy nó ok hơn ấy. Chả còn chỗ để xây cái đền biển luôn. Thôi xây đại ở chỗ này đi. Mình xây cho nó sát vào cái quách cũng không sao đâu. À, mình chả biết nên trang trí cái gì vào chỗ này. Nên là mình trang trí đơn giản thôi. Trang trí cái này, cái kết. Một cái đền biển nhỏ. Tại vì xây cái chỗ này á, nó chiếm mất hết chỗ rồi. Nên là xây đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt san hô vào ha. San hô thì cứ đặt đại vào thôi.
nếu mà mình nhìn ở ngoài nhìn vào á thì nó tối hù như vậy nè. Đó, ở phía trong á thì mình thấy nó sáng đúng không, tại vì mình có sức mạnh của thủy triều mà. Còn ở phía ngoài nhìn vào á thì nó tối hù à. Phải trồng tảo, trồng cỏ thì cái chỗ này nó mới đẹp nha. Và tất nhiên là lấy đèn biển ra rồi. Đèn biển thì mình cũng có lấy một ít ở cái chỗ thủy cung. Mình bỏ vào cái rương nào rồi ta? Đèn biển, à đây. Lắp vào chỗ này một cục. Mình lắp vào á thì cát nó phủ lên nè. Đấy. Nếu mà chúng ta cài cái resubat này á, cát nó phủ lên đèn á thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà thế giới này mình chơi có một mình nè. Ai mà thấy đúng không? Có một mình thấy chứ nhiêu. Các bạn yên tâm đi, lát nữa ra ngoài nhìn vào nó sẽ sáng thôi. Tại vì mình đặt nhiều đèn vào mà. Mình sẽ cho cỏ biển mọc lên cái chỗ đèn này thì nhìn nó sẽ ok thôi. Nhưng mà ở phía trên á mình phải để thêm đèn, nếu không là nó tối như vậy nè. Ở phía dưới là nó đủ sáng rồi. Nếu mà mình nhìn ở ngoài nhìn vào á thì mình thấy nguyên cái cục đèn cho bá như vậy luôn. Còn ở trong thì nó khác ha. Cái resubat này nó hơi lởm một tí. Cái hồ cá này á, một phần nó sáng là do cái kính màu xanh lá cây, kiểu như là có một cái ánh sáng thôi, là cái kính nó phản xạ ánh sáng hay sao á, nhìn nó sáng hơn đúng không. Mình sẽ bón bột xương lên chỗ này. Đó, chỗ này nữa. Nó không có ảnh hưởng gì đâu ha. Wow, tự nhiên cho thêm một tí cỏ biển vào, mình thấy chỗ này nó đẹp hẳn luôn á. Bây giờ là dẫn rùa vào, rồi khi nào rảnh á thì mình sẽ đi bắt thêm cá heo. Mình bỏ vào ha. Mà cá heo nó hay nhảy lên lắm, nên là mình phải làm cái chỗ này cao hơn để cho nó có không gian nó nhảy lên chứ. Bây giờ mình cùng các bạn đi dẫn rùa vào nha. Có nên dẫn rùa vào không ta? Hay là lấy trứng để vô trong này? Ha, mình nghĩ là nên cho rùa nở ở trong này. Tại vì nếu mà mình đem rùa ở ngoài kia vào đây á, nhiều khi là nó muốn đi ra ngoài kia á. Nhìn nè, quả trứng hôm bữa tới giờ. Mình phải lấy đồ mềm mại ra. Ai. Tính phá trứng của tao hả mày? Xẻng đồ mềm mại. Bật. Có một quả. Rồi, bây giờ xuống phía dưới lấy cỏ biển. Nhưng mà khoan, cái kéo của tôi đâu rồi? Mai mốt bắt con Maya bỏ vào cái hồ cũng được á. Thú vị, thú vị. Ủa, sao con ít cỏ biển vậy? Maya ở đây hiếm lắm á. Để bắt con Maya này thì mình cần phải có thuyền. Ok, tụi mày ăn đi. Rồi, tụi mày sinh sản. Nhớ là đẻ ở đây nha. Tội tụi nó quá. Sinh ra chỗ này khó đào cát ghê. Đấy, nó cứ lắc không à. Nó đẻ rồi kìa. Cứ tưởng nó đẻ không được chứ. 1, 2, 3. 3 quả trứng. Đợi một xíu nha, ta cho cát vào nè. Chỗ này á thì mình sẽ đặt đất vào, sau đó là đặt cát. Tiếp theo là trứng rùa. Đấy, cứ để như vậy là nó sẽ nở ra rùa thôi. Bây giờ mình sẽ đợi rùa cũng như là đào cái chỗ này ra nha mọi người. Cái chỗ này mình phải đào lên luôn, để cho ánh sáng nó lọt vô, sau đó mình lắp kính lại. Oh my god. Full giáp xích luôn. Xịn nha. Go ra. Khó vậy ta. Mình sẽ lắp hết chỗ này luôn nha. Ở phía trên á thì mình đào rộng ra rồi. Thì cái chỗ này á mình không nên đào thẳng lên phía trên nha. Mọi người biết tại sao không? Ở phía trên là nhà kho đó. Nên là cái chỗ này á mình nghĩ là mình nên gắn đèn, đèn đá đỏ như là ở bên kia á mọi người. Mình bật tắt được ấy. Mọi người thấy ok không? Và để xem cái chỗ trứng rùa nha. Ê, nó nứt rồi này. Nó nứt ra một tí rồi. Tới bây giờ mình mới biết công thức để chế tạo lăng chùa biển sẫm màu. Đây chính là công thức chế tạo lăng chùa biển sẫm màu, nhưng mà nó lạ lắm. Mà chế tạo ra có mấy cục à. Nói chung là mình muốn cho mọi người biết cái công thức để chế tạo lăng chùa biển sẫm màu thôi, chứ chế tạo ra ít vãi. Mình sẽ bỏ cá vào nha. Còn về cá heo á thì mình sẽ tính sao. À, cái chỗ trứng rùa này á, mình đập ra 2 trứng nha. Nó không có ảnh hưởng gì tới cái vụ nở đâu, đúng không? Mình chỉ muốn có 2 con rùa ở trong này thôi, không muốn có nhiều. Nên là mình đập ra 2 trứng. Ủa mà cái trứng kia nó quăng vượt vậy. Nhìn này. Đấy, nó vẫn không có ảnh hưởng. What? Sorry. Mình chạm nhẹ thôi nó cũng vỡ nữa. Ui, nó có ảnh hưởng gì không ta? Mình đặt cái trứng rùa ra cho mọi người xem nè. Đây là cái trứng rùa bình thường. Và cái trứng rùa sắp nở là nó sẽ nứt như vậy ha. Nó không có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà mình làm vỡ một trứng rồi. Thì mình đã có xây thêm cái chỗ kính này nè. Rồi mình lắp đá biển nè. Lắp thêm đèn, đèn redstone nha. Và cái chỗ kích hoạt kìa. Đó, ok hơn chưa? Cái chỗ này á thì mình có thể đứng ở trên này để ngắm xuống phía dưới ha. Ngắm mấy con rùa bơi nè, mấy con cá bơi. Và mọi người thấy cái bể này như thế nào thì cho mình ý kiến dưới phần comment nha. Đây là cái chỗ đi lên phía trên. Còn ở phía dưới thì nó như vậy ha.
Đó, mình có thể ngắm xung quanh được luôn. Thì chắc là hôm nay mình chơi tới đây thôi. Mình sẽ đợi rùa nở rồi sau đó mình kết thúc tập hôm nay nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye và hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau. Forget your name.